thực phẩm an toàn, là thực phẩm sạch, không nhiễm khuẩn, virus và các loại hóa chất. Thực phẩm an toàn là bởi những người cung cấp thực phẩm cho chúng ta tuân thủ từng bước trong quá trình để giữ thực phẩm nguyên vẹn, từ lông trại lên đánh bắt thủy sản và nhà máy chế biến tới bàn ăn của chúng ta. Thực phẩm an toàn là quan trọng bởi nó giữ cho người dân khỏe mạnh, nhờ đó năng suất lao động tăng lên và kinh tế phát triển vững mạnh. Nhưng không phải tất cả các thực phẩm đều an toàn nếu chúng ta không thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Mỗi năm trên toàn thế giới có hàng triệu người bị bệnh do ăn phải thực phẩm ô nhiễm. Để giữ cho tất cả chúng ta khỏe mạnh, mỗi chúng ta phải hành động nhiều hơn để đảm bảo thực phẩm của chúng ta, dù có nguồn gốc từ đâu, đều được trồng và thu hoạch, được bảo quản và phân phối, được chế biến và phục vụ một cách an toàn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải biết về thực phẩm của mình và xử lý nó một cách an toàn, cung cấp thực phẩm an toàn cho cộng đồng và quản lý nguy cơ ở mọi giai đoạn, từ nông trại tới bàn ăn. Tất cả chúng ta đều phải cần thực phẩm, vì vậy chúng ta phải thực hiện các bước để cho thực phẩm của chúng ta an toàn.